Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì trong khuôn khổ IPO này đầu tháng 7 năm 2022 thì cái giá của Toyota Vios đã thay đổi lần thứ hai trong năm nay. Thì em xin phép làm video giới thiệu cho anh chị về giá xe Vios mới. Thứ nhất là vì sao nó tăng giá. Tăng giá đợt thứ nhất là vì nguyên liệu đầu vào tăng cao. Và cái thứ hai, lần thứ hai là xe tăng giá bởi vì lý do là xe đã được nâng cấp lên cái tiêu chuẩn khí thải Euro 5 và đạt cái tiêu chuẩn khí thải mới nhất của viện cục đăng kiểm Việt Nam. Thì ngày xưa đợt đầu năm thì giá niêm yết của phiên bản số sàn là 478 triệu, phiên bản số tự động tiêu chuẩn 531 triệu, phiên bản G bản cao cấp nhất thì là 581 triệu. Hiện tại thì sau đó có một đợt tăng tầm tháng 5, tháng 6 gì đấy thì đã tăng lên do nguyên liệu đầu vào, do chiến tranh nguyên liệu đầu vào tất cả hãng xe đều tăng, thì bản số sàn được nâng lên với giá là 483 triệu, phiên bản số tự động tiêu chuẩn nâng lên là 536 và phiên bản bản G là nâng lên thành 586 triệu. Và đến thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2022 này thì là Vios đã được cập nhật lên phiên bản mới, phiên bản có tiêu chuẩn khí thải Euro 5, phiên bản máy mới đấy. Thì giá cũng thay đổi như sau. Thì, như lần lượt các phiên bản, xe thì vẫn được lắp ráp nguyên chiếc từ trong nước thôi. Thì giá bây giờ sẽ là 489 triệu cho phiên bản số sàn. Phiên bản số tự động tiêu chuẩn là 542 triệu. Còn phiên bản G với bản trước mặt chúng ta đây là 592 triệu. Và từ trước đến giờ vẫn vậy, những cái xe của Toyota, những màu trắng ngọc trai sẽ cao hơn có 1,8 triệu. Như bên cạnh đây, một chiếc xe biển Bắc Giang mà đã ra biển rồi là màu trắng ngọc trai. Thì như chiếc xe này mà bản Euro 5 thì sẽ là 582 triệu, cộng 18 triệu tiền màu là 600 tròn. Còn về cái chính sách bán hàng mới của tháng này thì em sẽ phép cập nhật nhanh như sau. Bởi vì là đây là thời điểm đầu tháng ấy, nên từ giờ đến cuối tháng, cái thời điểm anh chị xem video ấy, giá nó có thể thay đổi khá mạnh, có thể lên hoặc xuống tùy theo cái thị trường, mà đặc biệt là trong cái thời buổi bây giờ ấy, là cái nguyên liệu đầu vào của ngành công nghiệp ô tô nói riêng và những ngành công nghiệp nói chung ấy, thì nguyên liệu đều đang khó khăn. Như dòng xe nhập khẩu bên em hiện tại đang về rất chậm, thì em sẽ cập nhật như sau. Về dòng xe bản G số tự động, hiện tại bên em đang giảm cho anh chị là 20 triệu tiền mặt, tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá là 10 triệu. Còn phiên bản tiếp theo là phiên bản số tự động tiêu chuẩn thì tặng cho anh chị là 5 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Phiên bản số sàn là cũng giống như phiên bản số tự động, giảm cho anh chị 5 triệu và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Cái gói phụ kiện và bảo hiểm và gói phụ kiện và tiền mặt ấy có thể là thay đổi một chút với nhau. Thì anh chị nào cần em tư vấn thêm về nhu cầu về phụ kiện cũng như tiền mặt làm sao mà cân đối cái giá nó hợp lý nhất ấy, thì cứ gọi điện cho em sẽ cân đối cho anh chị. Ngoài ra thì xe em vẫn đang hỗ trợ tối đa lên đến là 80% giá trị xe, có nghĩa là anh chị chỉ cần trả số tiền ban đầu, ví dụ như là phiên bản số tự động này là 592 triệu, anh chị chỉ cần trả số tiền ban đầu là 20% giá trị xe thì số tiền ban đầu sẽ là 118 triệu, có nghĩa là anh chị bỏ ra số tiền khoảng tầm gần dưới 200 triệu, tầm 180-190 triệu thì có thể là mang chiếc xe này về rồi, lấy phiên bản cao cấp nhất của Vios đấy. Còn phiên bản số sàn hay là bản số động tiêu chuẩn thì nó sẽ tiền bỏ ra sẽ ít hơn. Vâng, vừa rồi thì trong khuôn khổ video này em sẽ phép làm video nhanh như vậy thôi. Anh chị nào cần em tư vấn về vấn đề gì nữa về xe có thể liên hệ với em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.